Sáng sớm nay, một loạt các điểm vùng núi cao ở Y Tý, Phan Xipang, Lào Cai, Mù Cang Chải, Yên Bái, nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng khiến băng giá phủ trắng xóa mọi cảnh vật. Mỗi ngày gia cun, mỗi ngày khỏe mạnh. Tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn, mức nhiệt là âm 2,5 độ C, là mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận trong tháng 12 kể từ năm 2012. Vào khoảng ngày 17 vừa qua thì tại Bắc Bộ đã có xuất hiện một cái đợt không khí lạnh mạnh và gây ra rét đậm rét hại ở khu vực Bắc Bộ. Nguyên nhân chính thì vẫn là do cao áp Siberia mà cái trung tâm khí áp của nó đang tồn tại ở cái khu vực là giữa Nga và Mông Cổ. Và cái trung tâm khí áp này thì theo ở trong cái đợt không khí lạnh này có lúc lên tới là trên 1060 mm, đã gây ra một cái đợt giá rét mà kỷ lục ở Trung Quốc cũng như các một số cái quốc gia ở Đông Á. Trung Quốc cũng đang trải qua đợt rét hiếm gặp trong nhiều thập kỷ qua. Tuyết rơi dày đặc khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Hôm thứ Tư, 20 tháng 12, tại thành phố Đại Đồng, nhiệt độ xuống âm 33,2 độ C. Nhiệt độ cũng chìm xuống mức kỷ lục âm 29,7 độ C ở Thanh Thủy Hà, Nội Mông, âm 23,3 độ C ở Bảo Định, Hà Bắc. Còn tại Hàn Quốc, cơ quan khí tượng nước này cũng cho biết nhiệt độ ở Seoul đã giảm xuống mức thấp nhất khoảng là âm 22 độ C vào hôm qua. Bộ Nội vụ nước này đã nâng cảnh báo tuyết rơi dày lên mức cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp. Một trong những nguyên nhân nữa là cái sự nóng lên toàn cầu đã gây ra là cái khu vực mà Bắc Cực cũng là một cái nơi mà có cái sự gia tăng về nhiệt độ là mạnh nhất ở trên toàn cầu. Và cái điều này gây ra cái vùng xoáy cực nó có cái dấu hiệu suy yếu, cũng làm cho không khí lạnh dễ phát tán xuống phía Nam. Ấm lên toàn cầu không mâu thuẫn với các đợt giá rét bất thường, bởi hiện tượng này làm cho thiên tai sẽ trở nên cực đoan hơn, mạnh mẽ hơn. Nhiệt độ thấp nhất có thể tiếp tục thấp hơn nữa, ngược lại nhiệt độ cao nhất sẽ đạt kỷ lục mới. Theo dự báo, đợt rét đậm rét hại hiện tại ở miền Bắc nước ta còn kéo dài 4 ngày nữa, vùng núi cao tiếp tục có băng giá và sương muối.